Ok, hello anh em. Đây, một sản phẩm cực kỳ là mới và hữu ích cũng như là đa dụng và ngon bổ rẻ và hiệu năng thì lại tốt dành cho tất cả anh em trong năm 2024 này. Thì đây chính là một cục pin tích điện vô cùng là nhỏ gọn, anh em có thấy không? Đồ nhỏ của nó chỉ bằng một ngón tay thôi. Thì đây là sản phẩm pin tích điện vô cùng là nhỏ gọn. Thời gian hoạt động của nó sẽ kéo dài là từ 6 cho tới 8 tiếng tùy anh em sử dụng kim nhé. Ví dụ như anh em sử dụng kim 3GL với 5GL chỉ để xăm những hình mili, xăm những hình nhỏ thì cục pin này có thể là cho thời gian hoạt động cho tới 7-8 tiếng. Còn nếu như anh em sử dụng kim 13-15 để nhồi màu, để đánh bóng hoặc là để làm những hình lớn ấy, thì cục pin này nó sẽ cho thời gian hoạt động ít hơn nhé. Nó sẽ rơi tầm khoảng 5-6 tiếng thôi, nó sẽ kém hơn tầm khoảng 1-2 tiếng. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái cục pin này và hướng dẫn anh em sử dụng cái cục pin này và test trực tiếp ở trên máy xăm luôn. Khi mà anh em sử dụng hết điện thì nó sẽ có một cái dây trong hộp hộp cục pin tích điện, nó sẽ có một cái dây. Dây này là dây USB và đầu sẽ là đầu C, anh em chỉ việc cắm vào thôi. Đầu C của iPhone 14 15 ấy. Anh em nào mà mua iPhone 14 15 thì có thể lấy trực tiếp cái cục sạc nhanh của iPhone 14 15 để sạc cho cục pin này thì rất là ngon, tại vì nó là sạc nhanh mà. Chân thì là chân C nữa. Ok, anh em chỉ việc cắm vào thôi. Đây nhá, anh em cắm vào như này nhá. Đó, thì trọng lượng của nó, con này thì trọng lượng của cục pin này thì nó rơi tầm khoảng hơn 2g một tí thôi. Khoảng 2g thôi. Đấy, nó rất là nhẹ. Ok, để mà sử dụng được cái cục pin này thì ở phía trên đỉnh cục pin này nó sẽ có 3 nút bấm. Nó sẽ có 3 nút bấm anh em nhé. Thì nút giữa chính là nút nguồn. Nút nguồn này sẽ giúp chúng ta khởi động máy lên, khởi động cục pin lên. Chúng ta sẽ giữ vào tầm khoảng 1 giây 2 giây thì nó sẽ hiện ra. Và trên cái nút thì nó sẽ có một cái màn hình. Màn hình ở đây nó sẽ hiển thị là vôn điện. Vôn điện này ở đây là 6,5V và pin của nó sẽ là bên cạnh thì nó sẽ là có vạch pin. Pin của nó thì 4 vạch, 5 vạch là đầy hay sao ấy. Nhưng mà ở đây sẽ là 2 vạch. À, pin này chỉ còn 2 vạch pin thôi. Ok, để mà sử dụng được thì chúng ta sẽ bấm phím nguồn một lần nữa thì nó sẽ chạy. Còn hai bên trái và bên phải thì nó sẽ hai phím tăng giảm, một phím cộng và một phím trừ. Phím cộng này nó sẽ giúp cho anh em tăng vôn lên. Anh em ấn một lần thì nó sẽ tăng 1V, 6 7 này. 6 8 6 9 70. Đấy, và ngược lại là phím trừ nó sẽ là 69, 68, 67, 66. Ok, mỗi một lần bấm nó sẽ kêu một tách một cái. Đấy, nó sẽ phản hồi tách một cái lên. Nó sẽ rất dễ dàng để cho anh em có thể là thao tác tăng giảm âm lượng, tăng giảm vôn điện ở trên cái cục pin tích điện này. Mình lại nói là tăng giảm vôn lượng. Sau đây anh em nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test trực tiếp ở trên một chiếc máy xăm. Đây là một chiếc xe máy xăm Rotary, một chiếc máy xăm rất chi là đa dụng, có thể là vừa đi led vừa đánh bóng và vừa vào màu được. Thì đây cũng là một chiếc máy xăm mà mình đang sử dụng để mình làm cho khách luôn anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ việc cắm vào thôi. Cái đầu tiếp xúc của cục pin tích điện này thì nó sẽ được làm bằng đồng nên khả năng tiếp xúc điện và dẫn điện của nó rất là ổn định. Ok, đồng nguyên khối anh em nhé, đồng đặc luôn. Còn cái đầu tiếp xúc của chiếc máy xăm này thì nó là bằng sắt nên nó chỉ đủ để cho chúng ta đưa dòng điện vào thôi, nhận dòng điện đấy. Nếu mà nó tốt hơn thì nữa thì nó sẽ là bằng đồng, và hoặc là quý hiếm hơn nữa thì nó sẽ là bằng vàng anh em nhé. Nhưng mà hoặc là ở đây mình thấy là nó hơi ánh đồng một chút, có thể là nó sẽ là đồng non. Nhưng mà nó ít đồng hơn là cái cục đầu của cái cục pin tích điện này. Chúng ta chỉ việc cắm vào thôi. Và chúng ta sẽ sử dụng. Khi mà chúng ta cắm vào, giả dụ như anh em cắm mà cái mặt đồng hồ hiển thị số vôn của cục pin tích điện này nó quay xuống dưới này thì anh em có thể xoay ngược lên thoải mái anh em nhé. Không lo về vấn đề là nó có tiếp, chúng ta xoay như thế này này, nó tiếp xúc thì có được hay không, nó có ổn định hay không, thì hoàn toàn là ổn định anh em nhé. Chúng ta cứ xoay thẳng lên để chúng ta nhìn cho nó dễ. Rồi, chúng ta chỉ việc khi mà chúng ta chọn được một mức vôn ok rồi thì chúng ta sẽ ấn phím nguồn một phát nữa thì máy nó sẽ chạy. Đó, anh em thấy máy chạy không? Đang kêu này, đang chạy này. Đấy, đang chạy. Còn khi mà anh em muốn tạm dừng thì anh em sẽ ấn một phát nữa. Rồi, ấn tách một cái thì nó sẽ tạm dừng. Ok không anh em? Rất là nhỏ gọn nhá. Khi mà được lắp vào máy ấy, thì cái trọng lượng của máy nó chỉ tăng thêm tầm khoảng 2g thôi. Bây giờ mình sẽ lắp tay cầm. Khi mà anh em xăm thì anh em nên mua cho mình một chiếc tay cầm Elok đặc, có độ lặng khá là hợp lý để cho chúng ta làm việc rồi. Tại vì khi mà anh em sử dụng một chiếc tay cầm nhẹ quá, tay cầm bằng nhựa, khi mà anh em mua máy xăm mà anh em hỏi người ta tư vấn cho em, người ta tư vấn một chiếc tay cầm bằng nhựa thì anh em đừng mua tay cầm bằng nhựa nhé. Tay cầm bằng nhựa thì nó chỉ có 50 thôi, còn tay cầm này thì nó 200, nhưng mà nó sẽ đem lại hiệu quả làm việc vô cùng là khác biệt khi mà anh em sử dụng. Đấy, khi mà lắp chiếc tay cầm vào và lắp cục pin tích điện vào thì chúng ta đã có một combo máy xăm.
hoạt động trơn tru thời gian 5 tới 8 tiếng tùy vào thời lượng, tùy vào cái kim mà chúng ta sử dụng và cái hình mà chúng ta xăm. Đấy, chúng ta không cần phải biến, không cần phải bàn đạp, không cần phải dây móc. Đấy, thế tiết kiệm không? Thì một cục pin tích điện thì nó có giá hơn 500.000. Anh em nào mà mua một cái biến HP2 tầm khoảng hơn 1 triệu cộng với cái bàn đạp tầm khoảng 200.000 cộng với một cái dây RCA tầm khoảng 200.000 hoặc 300.000 nữa, nó quá là đắt luôn, mà hiệu quả công việc nó đem lại thì nó không khá hơn chiếc pin tích điện, cục pin tích điện này là bao nhiêu anh em nhé. Cục pin tích điện này nó sẽ đem lại rất là nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là gọn gàng, không dây dợ, không dây móc. Cái thứ hai là thời gian sử dụng của nó rất là lâu. Cái thứ ba là trọng lượng của nó vô cùng là nhẹ luôn. Khi mà anh em lắp vào, anh em thấy không? Rất là nhỏ gọn, xinh xắn đúng không? Ok anh em. Đấy, thì đây là cái video mà mình giới thiệu về cái cục pin tích điện cũng như là cái combo máy xăm. Máy xăm và pin tích điện này để cho tất cả anh em cùng sở hữu, để cho anh em cùng tham khảo, để cho anh em có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc máy xăm ngon, bổ, rẻ, hiệu năng cao, đa nhiệm tốt. Đấy anh em nhé. Hiệu năng cao và đa nhiệm tốt. Đa nhiệm tốt ở đây gọi là gì? Là chúng ta có thể vừa đi LED, vừa đánh bóng và vừa vào màu, vừa làm hình châu Á, vừa làm hình Nhật thì rất là ngon luôn. Đấy, là không cần biến, tiết kiệm được chi phí cho anh em rất là nhiều. Đấy. Như những năm trước thì anh em khi mà anh em mua máy xăm và để cho chiếc máy xăm hoạt động, anh em sẽ cần phải dây móc, bàn đạp, biến. Đấy, thì nó sẽ tốn một khoản chi phí khá khá. Nhưng mà khi mà anh em sử dụng cái cục pin tích điện này dành cho một chiếc máy xăm nó phù hợp kinh tế và đa dụng ngon như chiếc máy xăm này thì anh em có thể là làm nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiết kiệm chi phí được cho anh em khá nhiều. Ok không anh em? Đấy, thì đây sẽ là cái combo mà mình sẽ sử dụng trong năm 2024 này. Và anh em thì cũng lên mua anh em nhé, lên mua một bộ như thế này cho mình, nó rất là tốt luôn, nó rất là nhiều ưu điểm, không mua thì hơi bị phí luôn. Đấy, nên anh em nào mua hàng hoặc là đang cần thay đổi hoặc là đang cần tư vấn về một bộ máy xăng ngon bổ rẻ thì đừng quên là inbox cho mình qua số điện thoại là 0976681891 anh em nhé. Thì cái số này cũng là cái số Zalo của mình luôn. Mình thì vẫn nhận dạy xăm cấp tốc kèm 1:1, thì tất cả những cái khóa học xăm trong năm 2024 này thì sẽ có một mức giá vô cùng là ưu đãi, và đặc biệt là trong tháng 4 này thì sẽ giảm giá 50% học phí, chỉ còn 15 triệu thôi anh em nhé, 15 triệu thôi. Thì khi mà anh em học xăm ấy thì sẽ được kèm 1:1 trực tiếp do mình kèm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ được hoàn toàn miễn phí chỗ ở 100%. Đó, thì cửa hàng của mình thì bây giờ đã chuyển lên là số 526 đường Trần Cung, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm anh em nhé, Hà Nội. Nên anh em là mà mua hàng có thể trực tiếp qua đây, hoặc là anh em có thể là học xăm thì anh em cũng trực tiếp liên hệ cho mình qua số điện thoại Zalo, hoặc là anh em trực tiếp qua địa chỉ là 526 Trần Cung thì để tư vấn và trao đổi với mình thì nó sẽ tốt hơn anh em nhé. Ok anh em. Cái video của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo luôn anh em nhé. Video tiếp theo thì mình sẽ lên một cái video mình sử dụng combo này để mình xăm và dạy xăm, chia sẻ những kiến thức về xăm cho tất cả anh em cùng biết luôn. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung hay hơn và bổ ích hơn ở trên kênh của mình anh em nhé. Ok anh em.